Xin chào tất cả các anh em nha, video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 0.1 token có hiệu là EFW để tham gia dự án. Các bạn click phần link mô tả mở cái tên. Các bạn chờ lót giá chút xíu các bạn. Rồi các bạn nhiệm vụ các bạn lướt cấp trang các bạn. Nguồn ngay góp này nó gửi gì trên mail mình các bạn ấy. Chứ A, B. À rồi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn join vào ai gấp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh gấp kênh Chaler nữa. Rồi bắt up lên các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Join kênh Chaler nữa nè. Thông tin của nó nè các bạn. Con này con chắc của nó nè. Rồi nó up lên các bạn. Rồi Hacktan. Rồi follow thì các bạn like và repin post các bạn. Theo word các bạn nhập vào thôi, quên chờ nó chuyển đến trang trader các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn theo dõi nha. Rồi các bạn đây đây chết chết các bạn chờ xíu các bạn. Rồi người ta pinbot nè các bạn, nhấp vào chữ pinbot tweet like tweet cho pinbot, tại vì mình chọn tại vì mình biết. Rồi các bạn vào một like nữa các bạn. Rồi các bạn tôi biết chứ cái username của nó các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi biết nè. Rồi tôi biết chứ cái username của nó các bạn. À cộng Niroja. Rồi rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp tay nha các bạn. Thằng này đang test. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn nghe bấm nhầm. Join group. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn nha các bạn. Vào setting copy cái username của mình. Nè cộng anh 1133 nè các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username theo word của mình các bạn. Nè cộng các bạn vào MMO của anh. Rồi rồi cái link tweet và pinbot nha các bạn cũng mở trang trader của mình ra nha các bạn. Rồi nhấp vào đồ người của mình nè các bạn. Username mình là nằm chỗ này nè các bạn. Ăn cầm MMO của anh nè. Rồi các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Rồi bấm qua tweet trả lời nha các bạn. Rồi các bạn copy cái bài vừa các bạn vừa. Rồi nhấp vào mã du lịch nè. Mình sẽ chép đến trader nè. 3 ngày trước. Bài này nè, bài đầu tiên nè các bạn. Sao chép đến server nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gửi nè. Rồi các bạn ví RC 10 ví chút wallet, Mayser wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ví gửi lên cho bot. Rồi các bạn sao chép này các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào menu. Rồi bấm vào balance nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.01 token. Rồi bạn bấm vào cái link để liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token. Video mình ở đây kết thúc cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.